Sáng 1 tháng 7 năm 2023, tại di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu đã trang trọng diễn ra lễ dâng hương kỷ niệm 201 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, 1 tháng 7 năm 1822, 1 tháng 7 năm 2023. Tham dự lễ dâng hương có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã nghe đọc văn bia nêu lại về cuộc đời của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Các đồng chí lãnh đạo và đại diện đã thành kính dâng hương tại đền thờ, khu mộ và đền thờ cũ tưởng nhớ nhà giáo, thầy thuốc, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vị danh nhân được UNESCO vinh danh. Chuỗi hoạt động Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre 1 tháng 7 cũng chính thức khai mạc và diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2023 với nhiều sự kiện đặc sắc như diễu hành áo bà ba với sự tham gia của 200 lực lượng phụ nữ các xã, thị trấn Ba Tri, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, gian hàng sản phẩm ô cốp, phiên chợ quê, ngày hội nói thơ dân tiên, trưng bày giới thiệu sách điện tử về danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, không gian trưng bày tranh, chữ thư pháp, hội thi âm nhạc truyền thống đờn ca tài tử Nam Bộ và diễn sướng dân gian. Đối với ngày hội năm nay thì chúng ta thấy rằng là được có sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của không chỉ đoàn viên thanh niên mà của tất cả các du khách. Đặc biệt mang lại một cái niềm vui, đó là đối với những cô chú lớn tuổi, khi mà các cô chú đến, các cô chú thấy đoàn, đặc biệt là thế hệ trẻ mà tổ chức ngày hội này, cô chú rất là vui. Bởi vì cô chú là thế hệ đi trước thì cô chú rất là am hiểu về cái thể loại nói thơ vân tiên, và cái niềm vui được nhân đôi hơn khi mà được thế hệ trẻ, chính các bạn trẻ thể hiện một cái thể loại này, mà cái thể loại mà cô chú cứ nghĩ rằng là chỉ có người già mới biết đến, và đó là một cái động lực để mà cho thế hệ trẻ bọn em có thể thêm có sức mạnh để mà tự tin hơn về cái việc làm của mình, và có thêm động lực hơn để mà làm nhiều cái việc tốt hơn nữa để góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của tỉnh Bến Tre mình ạ. Hôm nay nhân kỷ niệm 201 năm ngày sinh nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, tôi là người dân thị trấn Ba Tri, được chọn trong cái đoàn diễu hành áo bà ba. Khi được khoác lên cái chiếc áo bà ba là một cái chiếc áo được các cô, các dì trong những năm kháng chiến mặc để mà trang phục trong những cái ngày này, thì tôi cảm thấy được rằng là rất là xúc động và cảm thấy là tự hào mình là một người dân Ba Tri được đứng trong cái hàng ngũ diễu hành áo bà ba. Trong cái thời gian sắp tới thì đứng về cái người dân thị trấn thì tôi sẽ cố gắng phát động các cô dì tự trang bị cho mình chiếc áo bà ba để mặc vào những ngày lễ truyền thống, đặc biệt là những ngày như là ngày truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre. Các hoạt động lễ kỷ niệm và ngày hội thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách gần xa đến tham quan, học tập về gương sáng của các bậc tiền nhân, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống văn hóa địa phương, gắn với phát triển và thu hút du khách tham quan du lịch.